Chào cả nhà nhé, hôm nay em lên một số những cái giỏ lan có tại vườn nha em. Đầu tiên lên các bác là một giỏ chuỗi ngọc đang nụ nha các bác nhá. Chuỗi ngọc đang chi chít nụ các bác nhá. Hoa thì siêu đẹp, bao thơm cho các bác. Cái dòng chuỗi ngọc thì hoa rất là bền các bác nhá. Mã chuỗi ngọc 19 200.000 đồng. Một giỏ chuỗi ngọc tiếp theo. Mã số 9 250.000 đồng chuỗi ngọc. Đang đầy lụ có nhá, rất là nhiều lụ này. Lụ đã rất là dài rồi. Các bác về được chơi hoa luôn. Mã số 9 250.000 đồng. Vẫn là chuỗi ngọc các bác nhé. Em lấy các bác một giỏ trầm trắng này. Trầm hoa trắng các bác nhá. Nói em trầm thì nó đã là hoa đã là thơm rồi. Một thân, hai thân, ba thân. Cái này có 3 thân hoa các bạn. Mã số 4 150.000 đồng. Trầm trắng các bác nhá. Một giỏ trầm trắng tiếp theo. Giỏ này mã bao nhiêu? Mã số 1 cũng 3 thân. Đây các bác nhá. 3 thân trầm trắng này các bác nhá. 150.000 đồng, mã số 1. Tiếp theo đây các bác, một số giỏ kèn Lai Châu này. Hoàng thảo kèn Lai Châu là một đặc sản của Lai Châu các bác nhá. Cái dòng kèn thì hoa nó rất là tím. Mã số 9 150.000 đồng. Một thân kèn như này các bác nhá, 20 khoảng gần 40 cm. Đang bắt đầu nảy mầm gốc các bác nhá. Đây, đang có một thân lỡ này các bác này. Mã số 9 150.000 đồng. Hoàng thảo kèn Lai Châu. Tiếp theo mời các bác đến với một giỏ mã số 1 250.000 đồng. Vẫn là hàng thảo kèn Lai Châu các bác nhá, mã số 1 250, thân này dài 20 40, thân này dài 50 cm, thân này 20 30 cm, mã số 7 250.000 đồng. À mã số 1. Mã số 1 250 kèn rừng Lai Châu. Một giỏ hoàng thảo kèn tiếp theo. Mã số 8, giỏ này 3 thân các bác nhá. Mã số 8 300.000 đồng. Hoàng thảo kèn Lai Châu. Tiếp theo đây các bác, một số giỏ địa lan Sa Tô cho các bác sưu tầm nhé các bác nhá. Đây đang bắt đầu chớm chuẩn bị lở này. Cái dòng này thì từ lúc lở đến lúc tàn nó rơi vào tầm 2 tháng các bác nhá. 2 đến 3 tháng. Hoa nó cánh của nó rất là dày. Sa Tô vàng chanh các bác nhá. Có tất cả 5 vòi hoa. 5 vòi hoa như này các bác nhá. Em chia sẻ là 450.000 đồng một chậu như này các bác nhá. 450.000 đồng một chậu. Đây. Cũng một chậu như thế rồi, cũng 450.000 đồng. Chậu nào vậy các bác nhá. 450.000 đồng một chậu địa lan Sa Tô, và riêng địa lan Sa Tô thì em bao ship các bác nhá. Em lấy các bác một chậu cáo tím này. Cáo thân lá tím, lá thân tím lịm các bác nhá, thân tím lịm. Mã số 10 350.000 đồng. Một mẹ một con. 1 2 3 4 5 6 7 cặp lá. 7 cặp lá các bác nhá, một mẹ một con, mã số 10. 350.000 đồng. Tiếp theo lấy các bác một số giỏ tam bỏ sắc này. Tam bỏ sắc mùa này đang sưng nụ các bác nhá. Đang sưng nụ rồi. Đang kiểm tra nụ rồi đâu. Giờ phải khó nhìn quá. Nói chung là mới là gọi là sưng nụ thôi. Tam bảo sắc các bác nhá. Dáng hương tam bảo sắc. Ghép vào gỗ lũa này các bác này. Cho hoa vào tháng 4. Mã số 101 450.000 đồng. Dáng hương tam bảo sắc.
Mã số 70, mã số 79, giá hương tam bảo sắc 500.000 đồng. Một trụ tam bảo sắc như này. Mã số 79 500.000 đồng, tam bảo sắc một trụ như này các bác nhá. Được ghép một trụ giớn này, ghép ba mặt. Cây rất là đều các bác nhá. Cây cực đều luôn. 500.000 đồng. Đùi gà tròn Lai Châu mã số 50, 280.000 đồng. Đang mầm gốc chi chi này các bác này, mầm gốc đang bắt đầu lên rất là mạnh đây. Mã số 50, 280.000 đồng. Đùi gà tròn Lai Châu. Em lên tiếp trụ tam bảo sắc mã số 12, 500.000 đồng, một trụ tam bảo sắc như này. Rất là nhiều cây luôn các bác nhá, cây đã thuần chắc chắn rồi. Mã 12 500.000 đồng. Em lên với các bác một cây da báo bản lá thì thôi rồi, tuyệt đẹp luôn các bác. Đây lá này các bác nhá. Hàng này ăn nắng trực tiếp này. Nó không phải là vàng cháy đâu nhá, mà vàng trông rất là ưa nhìn các bác nhá. Bản lá rất là đẹp luôn. Một mẹ bốn con. Bốn con hay năm con? Nguyên một dài các bác nhá. Một cây da báo như này. Gọi là một mẹ bốn con đi. Cây to đang có ba vòi hoa, cây bé hai vòi hoa. Hoa của nó thì cực thơm các bạn. Hoa bền tầm 3 tháng. Đấy, giá báo. Buổi này em chia sẻ cho các bác là 1.500.000 đồng các bác nhá. Giá báo. Đây em chia sẻ các bác bụi Vanda này, Vanda đang nụ đấy các bác nhá. Xếp như này các bác nhá, xếp này. Cực xếp luôn. Một mẹ và mấy người con, một mẹ đàn con đấy. Cũng một mẹ bốn con. 700.000 đồng các bác nhá. Một mẹ bốn con, 700.000 đồng. Vanda lâu hoa rất là thơm các bác nhá. Tiếp theo mà bác đến một giỏ kiều vàng nhá. Mã 68 200.000 đồng. Kiều vàng mã 68 200. Đùi gà tròn tiếp các bác nhá. Đùi gà tròn không số 350.000 đồng. 350.000 đồng đùi gà tròn. Một giỏ đùi gà tiếp theo. Mã số 9 450.000 đồng. Đùi gà mã số 9 450. Giá hương đuôi chồn mã số 57 550.000 đồng. Giá hương đuôi chồn Lai Châu mã 57 550. Rất là nhiều cây các bác nhá. Một giỏ chồn tiếp theo. Mã số 67 300.000 đồng. Chồn chay Lai Châu này thì sẽ cho hoa tháng 4 các bác nhá. Hoa của nó thì rất là dài. Mã số 7 300.000 đồng. Tiếp theo đây các bác một giỏ thập hoa trắng tuyền các bác nhá. 400.000 đồng, thập hoa trắng tinh luôn. Đây các bác. 1, 2, 3, 4, 5. Tất cả có 5 thân như này các bác nhá. Hoa trắng muốt đồn muột các bác. 400.000 đồng cho mã số 3. Thập hoa trắng. Lên các bác một giỏ đùi gà lá biên vàng các bác nhá. Đây lá biên này. Lá biên phát tài này các bác nhá. Lá kẻ đấy.
Má 37 1.200.000 đồng các bác nhá, đùi gà lá biên vàng. Đây các bác một giỏ đùi gà không họng này. Đùi gà nó không họng các bác nhá. Hoa thì rất là đẹp luôn. Đang bắt đầu nụ đấy các bác nhá. Đây đang bắt đầu nụ đây. Như thật này là đang rất nhiều nụ này. Các bác về được chiêm ngưỡng luôn đấy. 1 2 3 4 5 6. Đây là 6 thân các bác nhá. 6 thân và thân dài đang có nụ đấy các bác này. Đùi gà không họng này 1 triệu đồng các bác nhá. Tiếp theo đây các bác một giỏ đùi gà. Đùi gà 5 cánh trắng hồng ba chầu các bác nhá. Giỏ này cây rất là mập như này các bác này. Cây mập luôn. Và giỏ này em đã làm hoa để cho các bác riêng 2 tháng 2 khoảng tầm tháng riêng tháng 2 mới có lụ được. Mã số 81 750.000 đồng. Đùi gà lá biên và đùi gà 5 cánh trắng hồng ba chầu các bác nhá. Hai thân này thân dài của nó vào 20 45 sen. Thân thứ hai là khoảng 40. Còn những thân kia mầm gốc đang bắt đầu lên. 750.000 đồng các bác nhá. Đùi gà 5 cánh trắng của bã trầu. Hoa thì siêu đẹp. Bao màu thơm bọc phê các bác nhá. Tiếp theo đây các bác một giỏ quế trắng tháng 8 lá xếp rụt này. Và nguyên bản các bác nhá. Giỏ quế này 450.000 đồng các bác nhá. Nguyên bản luôn. Này nguyên bản này. Còn cái này cũng là nguyên bản nhưng mà ở cây khác đưa vào. 450.000 đồng. Một mẹ, một con và một thân quế nguyên bản khác là ở bên ngoài đưa vào 450.000 đồng. Xếp rụt như này các bác này. Rụt rịt vào. 450.000 đồng. Quế nguyên bản. Ngoài ra về thì em bán cả địa lan trần mộng các bác nhá. Địa lan trần mộng này. Lụ chi chít các bác nhá. Đưa giỏ này nó rơi vào 14 15 ngồng. Hoa. 1.200.000 đồng các bác nhá. Địa lan trần mộng. Hoa thì bền tầm 3 tháng các bạn. Vâng, và video này đến đây hết nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi video.